Hello, chào mọi người nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mình là Trung Pi Sita đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái game mang tên Phantom Hourglass. Hay còn gọi là chú vịt ma đấy ạ. Đây câu chuyện nói về chú vịt Donald. Game này nói về vịt Donald. Ok, bây giờ mình sẽ nghe nhạc thu thập số tiền rơi dưới đất. Wow. Nhiều robot thật. Bad day thì nghe giống đấy bạn. Bad day ở trong về hát bad day ở trong cái phim Avi và những sóc chuột tinh nghịch. Ok, giờ mình sẽ để cái thùng đi ra đây. Dạ, tiếp đến là mình sẽ đẩy cái thùng cho rơi vào con robot. Và ui, con màu xanh dễ đánh. Fuse box. Bắn nhà mình chúng đây. Ok, đi ta nào. Lên xe. Running Riot. Cái gì là ống thông, cái thông tắc và cái ống thông bồn cầu. Một, hai. Okay. Chờ đến khi nó hết cái thanh máu rồi.
lên xe. Sang chương 2. Sang chapter 2. Con lợn này chạy nhanh thằng. Con lợn này chạy nhanh thật. Yeah. Rồi xong thì đã bị trúng bom. Nó sao để giết nó đấy? Chúng rồi. Đây đây. Một cái thùng đè cái thùng sắt. Rồi cái thùng trên trước xong rồi về cái thùng. Ô, một khúc gỗ này. Chết đi. Ok.
Trộm xe to, trộm mẹ xe. Trộm xe của tôi đấy các ông ơi. Trộm xe của tao. Nước cống đi, để nước cống rồi. Nước cống rồi quý vị ơi. Mày. Mày đi này, con. Ok, bây giờ mình sẽ để cái đồng ở đây.
Nếu mà mình bắn súng vào chúng thì chúng sẽ bị co giật.
Xe tao, trả xe tao đây. Trả xe tao đây thằng lồn kia. Xe của tao rồi. Cuối cùng tầm vâng, cuối cùng tao đang này. Tao lấy lại được xe rồi, cao ông ơi. Ow! Dưới này đúng không? Đéo phải. Goods. Goods. Goods.
Cái khẩu súng này giống nhà. Vỡ mẹ bong bóng rồi. Thật sự là mình vỡ bong bóng. Ô, tao sao? Cần đặt cháu con mà vỡ bong bóng chứ bay 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 Yeah. Vâng, súng bong bóng không có tác dụng. Bay 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 mày mày bà bà và mình kia đài vợ mẹ bóng luôn. Xuống nó không nhỉ? Ui
Phê quá. Phê bãi. Phê bãi. Vỡ bỏng rồi. Vỡ bọng. Phải cái này vỡ rồi lại vỡ bọng. Vỡ mèo bọng luôn. Yow. Ow. Ow. Ô vỡ bọc, lại vỡ bọc. Ow. Thank you.
cái khẩu súng bóng bóng của tôi rồi. Ôi, cái gì đây? Khẩu súng bóng bóng của tôi đâu rồi? Ow. Lon gì đây? Lon gì đây? Ow. Lên xe. Ô, khẩu súng của tôi đây rồi. Nó đi nhanh và là cái thùng này nó dê gì ra shipwreck.
là sao? Rồi mình đã biết cách. Hay nhỉ. Bây giờ mình sẽ làm con đầu thì nó chìm. Mà cách là mình sẽ đẩy cái này xuống. Hả? Okay.
Eo. Trap and Zap. Yeah. Yeah. No. No. My ow. Ow. Thank you.
Yes. Súng bong bóng. Ok, đã rồi mở xong. Một cái ok, giờ bán chú có súng thôi miệng này. Oh my. Hả? Vào vô. Nhào vô. Nhào vô. Nào, nhào vô. Xuống đây. Ai à. Ơ. Vai chưa. Đâu. Thank you.
Ô này. Mấy bóng, nó còn mấy bóng, chỉ cần mấy bóng đất này nó sẽ chết. Mày ouch. Wow. Chơi này. Hay rồi, cố lên nào. Bravo. Hai. Yep, yippee. Đối tượng đã bỏ trốn. Vâng, như vậy hết game rồi nha. Và nên video này cũng với cả video này cũng đã kết thúc rồi. Nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình nha. Đây, chị em có đỡ được rất lớn giúp cho mình làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem video mình. Hẹn lại quý vị video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.